Hằng xác cho quý vị nghe một cái bài hát mà Hằng không biết Hằng hát hay không, nhưng mà Hằng rất là thích cho quý vị. Có nhiều cái bài mà gần như là nó gắn liền trong tâm thức của mình. Yêu âm nhạc, mượn âm nhạc để xóa hết nỗi buồn vui. Đâu đó thì có rất nhiều nỗi buồn, những góc khuất rất là khổ đau. Chỉ có âm nhạc mới có thể giúp Hằng vượt qua tất cả. Xin hát tặng cho quý vị bài hát Sao Đành Xa Nhau. Bài này thì nó hay lắm đó quý vị. Hãy
Xin cảm ơn quý vị và bài hát.